Granny là một tựa game kinh dị ăn theo lối chơi horror game. Trong game là một bà ngoại luôn theo đuổi chúng ta bằng những nhiều cách. Điều đó, những cuộc đuổi sẽ đến ngày năm, nếu bạn không thoát ra bà ta sẽ làm nhiều cách để cứu bạn. Nhưng tại sao bà ngoại Granny tại sao lại xuất hiện và đặt dấu hỏi cho player là cốt truyện Granny là gì? Trong thế giới của Granny, một bên là thực thể và một bên là xác sống. Thực thể là những thứ không có thật và có sức mạnh, khả năng khác biệt con người. Những siêu năng lực có thể gây hại đến con người, những thực thể này rất hiếm xuất hiện, tuy sức mạnh của nó rất kinh khủng nhưng bên kia là xác sống, xác là xác, sống là sống. Cái xác nó có thể sống dậy và có khả năng bất tử. Trắng tượng trưng cho xác sống, đen tượng trưng cho thực thể, đỏ tượng trưng ma cà rồng, sức mạnh của không được đẳng cấp giống như thực thể, và số lượng rất ít. Ma cà rồng là những người có những bộ răng sắt nhọn, trắng loán và làn da trắng loán. Có khả năng hút máu người, và các khả năng bình thường giống con người, nhưng ma cà rồng chỉ sống trong màu đen mù mịt, sợ ánh sáng là điểm yếu của vampire. Là những thứ thiêng liêng, không có thật trên đời. Không gian đen đã tạo riêng cho mình một thế giới, đen sẽ có những thực thể là Slendrina, Slenderman, đó là hai nhân vật có những bất bại trên chiến trường và luôn thua trên sân đấu. Không gian trắng cũng thấy vậy nên tạo riêng cho mình một thế giới khác, thế giới của đen. Thế giới trắng đã tạo ra những con xác sống rất VIP pro như Granny, Grandpa và Angeline. Không gian đỏ thấy không gian đen và trắng làm riêng cho mình một thế giới về hai yếu tố khác nhau nên không gian đỏ cũng đã tạo cho mình một thế giới nửa là người, nửa là quỷ nên không gian đỏ đã tạo ra một thế giới về ma cà rồng, vampire. Ba thế giới đã tạo riêng cho mình nhưng cũng không làm phát triển thế giới riêng mình nên ba thế giới đã kết hợp tạo thành một thế giới developer. Đỏ tượng trưng cho sức mạnh, đen tượng trưng cho sáng tạo, trắng tượng trưng cho khả năng. Đầu tiên, sự xuất hiện đầu tiên của Slendrina. Slendrina là đứa con gái của Slenderman và Angeline. Hai người đã kết hợp, thực thể là Slenderman có sức mạnh di chuyển và nhìn vào mắt sẽ bị chết nên điều đó sức mạnh của Slenderman là sức mạnh của Slendrina, Angeline là xác sống. Có sức mạnh bất tử, nhưng tại sao Angeline lại là xác sống? Thì đang lúc triệu hồi bằng quyển sách thì Granny đã lộ lên và sự xuất hiện của Granny làm cho Granny và Grandpa cùng tạo đứa con giống như Granny và con gương mặt dễ ức chế người. Và Granny sau ông Grandpa là người có số tuổi lâu nhất nên cháu ngoại Slendrina đã tìm ra đứa con rể Nosferatu. Nhưng sự xuất hiện Nosferatu là như thế nào? Mới đầu Nosferatu là kẻ thù của Slendrina, nhưng việc ghét nhau đã làm họ một cách nào mà hai người họ lại thích nhau thì developer chưa cập nhật. Nhưng điều đó làm cho bà Granny có đứa cháu kỳ lạ không giống như ba nó. Nhưng Nosferatu là ma cà rồng nên những cái răng của Nosferatu giống như đứa cháu cố. Nhưng tại sao đứa cháu cố này lại bò thì điều đó được chứng minh. Slendrina sẽ có hai dạng là bò và đứng nên đứa cháu ẩn danh được bắt chước hình dạng của Slendrina. Nhưng người già nhất trong gia thế Granny là ai thì đó là ông Grandpa, nhưng ông Grandpa là ai, điều đó mình không biết được. Nhưng vào thời điểm năm 2018 hay 2019, một tựa game Grandpa. Ông Grandpa này thì rất đần độn và ông ta có điểm chung với ông Grandpa hiện tại là đôi mắt trắng. Và bây giờ tựa game đó đã mất đi, và tại sao ông Grandpa đó lại ở chung với bà Granny vào năm 2019, điều đó không được chứng minh là đúng nên chỉ là giả thuyết.
cốt truyện Granny là dấu chấm hỏi của các player, những suy luận và kết quả. Điều đó một số hình ảnh từ các trò chơi Slendrina khác nhau được trưng bày trong nhà Granny, nên việc bà Granny xuất hiện trong biệt thự Slendrina là có thể. Việc đó trước khi player vào căn biệt thự thì bà Granny đã đi sau Granny và đi tìm một căn nhà và đánh cắp, giết gia đình của căn nhà đó và dựng lại căn nhà mà bà Granny làm. Và sau khi gặp ông Grandpa ở ngoài đường rồi cứu bằng thuốc hồi trinh, rồi ông Grandpa và Granny đi tìm những căn nhà và căn biệt thự ở Granny 2 và 3. Cốt truyện Slenderman. Slenderman là chồng của Angeline và là rể đầu tiên của Granny, Grandpa. Nhưng việc xuất hiện của Slenderman là gì? Slenderman là một trong những creepypasta do người dùng Eric Nutsen tạo ra vào năm 2009 trong diễn đàn Something Awful. Là nhân vật hư cấu bắt nguồn từ trang mạng meme internet, cơ thể mảnh khảnh, cao, mặt trắng, và vào ngày 19 tháng 12 năm 2013 tựa game Slenderman Rise Again. Thời gian đó là tựa game Slenderman được yêu chuộng làm riêng cho mình tựa game. Điều đó Slenderman được xuất hiện trong rừng rồi truy tìm những người xấu số khi đến khu rừng. Việc Slenderman gặp Angeline là có thể vì gia đình bà Granny thường sống ở trong rừng. Việc gặp Slenderman là có thể nên Angeline và Slenderman cùng tạo ra đứa con tên là Slendrina. Cốt truyện Angeline là con của hai ông bà Granny Grandpa. Mặt của bà ta giống như bà Granny, không ai đẹp bằng hai mẹ con này. Sự xuất hiện là rất nhiều, vì Slendrian đi đâu là bà ta đến đó. Ví dụ như tất cả Slendrina trừ Slendrina Free, Granny Chapter 1, và có thể bà ta sẽ xuất hiện ở Granny Chapter 4, nhưng việc xuất hiện là không thể biết được. Vì lúc đó bà ta ở trong bà Granny rồi, nên khi bà Angeline già đi sẽ đi theo với đứa con mình là Slendrina. Cốt truyện Slendrina. Slendrina là người đầu tiên xuất hiện trong gia đình của Granny, nên việc xuất hiện của Slendrina là rất nhiều nơi. Ví dụ tất cả trò chơi Slendrina Granny 1, Granny 2, khi player kêu cháu cố của Granny, Slendrina sẽ xuất hiện. Granny 3, The Twin, do The Twin có vật phẩm là cái mặt nạ Slendrina, cho nên việc xuất hiện của Slendrina là rất nhiều. Nhưng Slendrina được xuất hiện trong một khu rừng. Vì Slendrina là đứa con nên đầu tiên Slendrina được xuất hiện trong bụng bà mẹ Angeline. Vì vậy đứa cháu Slendrina là đứa cháu đời trong gia đình Granny yêu quý. Điều đó được chứng minh qua Granny 1. Nếu cầm con gấu Teddy của cháu Slendrina, cả gia đình sẽ tức giận. Cốt truyện Nosferatu. Nosferatu là ma cà rồng. Anh là chồng của Slendrina. Sự xuất hiện của anh ta là trong ngôi nhà và trong rừng. Vì ma cà rồng có khuyết điểm là sợ ánh sáng nên anh ta chỉ hoạt động trong bóng đêm. Và anh ta cũng được bắt chước hình ảnh của mình giống như nhân vật bá tước Orlok trong bộ phim Nosferatu năm 1922. Và Nosferatu và Slendrina là vợ chồng nên việc xuất hiện giữa Slendrina và Nosferatu là rất cao. Cốt truyện con của Slendrina. Con của Slendrina sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 2015. Con Slendrina khi lên lớn nó đi theo mẹ Slendrina chứ không đi theo ba Nosferatu, nhưng một số lúc gia đình Slendrina sẽ tụ họp lại cho player ngủ. Con Slendrina giống ba nó về khả năng, còn ngoại hình giống mẹ nó. Khả năng thì cắn player, ngoại hình có bộ răng giống ba nó, còn dáng đi thì giống mẹ nó ở dạng bò.
ở đoạn đầu cốt truyện về thế giới song song là mình nói xàm nhé. Còn cốt truyện gia đình và cốt truyện từng người là mình chỉ nói giả thuyết thôi nên sẽ không có thật. Những điều trên là điều thú vị, còn bạn nếu thấy thiếu sót hoặc sai điều gì thì comment bye anh em.